Xin kính chào quý vị khán giả đang đến với chương trình Con Đã Lớn Khôn. Thưa quý vị, sau hơn một năm phát sóng thì giờ đây Con Đã Lớn Khôn đã thật sự trở thành một người bạn rất là thân quen với khán giả truyền hình, đặc biệt là với quý vị phụ huynh nào mà có con ở độ tuổi là từ 2 đến 5 tuổi. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng chia sẻ những cuộc hành trình rất là thú vị, những khoảnh khắc rất là xúc động cùng với chương trình. Trước tiên cho phép Thanh Thảo được giới thiệu những khách mời đặc biệt đang có mặt tại phim trường cùng tham gia với chúng ta ngày hôm nay. Đầu tiên đó là Thạc sĩ Võ Thị Hồng Trước, hiện đang là giảng viên khoa tâm lý giáo dục trường Đại học Sư phạm thành phố Hồ Chí Minh. Và một nhân vật thứ hai nữa cũng là một gương mặt rất quen thuộc với giới truyền thông. Xin được giới thiệu với quý vị khán giả, nhà báo Dạ Ly, hiện đang công tác tại báo Thanh Niên. Cùng với rất đông quý vị khán giả ở đây, họ là những phụ huynh, những nhân vật chính của chúng ta và đặc biệt là các bạn sinh viên của khoa giáo dục mầm non trường Đại học Sài Gòn. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ bắt đầu làm quen với những nhân vật chính trong cuộc hành trình Con Đã Lớn Khôn hôm nay quý vị nhé. Công viên Lê Văn Tám nằm ở trung tâm quận 1 thành phố Hồ Chí Minh. Đây là nơi luyện tập thể dục thể thao lý tưởng của những người dân trong thành phố. Chương trình Con Đã Lớn Khôn ngày hôm nay sẽ đến tham quan công viên Lê Văn Tám và cùng tham gia buổi tập thể thao cùng với bé Bin, bé Nhi và ông của các bé tại công viên. Bin tên thật là Trần Quốc Khang, năm nay được 4 tuổi 6 tháng. Bin là một cậu bé siêu quậy và nói khá nhiều. Sở thích của cậu bé là chơi siêu nhân và đá bóng. Vì vậy, Bin rất thích được theo ông nội ra công viên chạy bộ vào mỗi sáng cùng với Nhi là cô em họ của Bin. Bé Nhi tên thật là Trương Ngọc Mỹ Quyên, cô bé vừa tròn 5 tuổi 3 tháng. Vì được ông ngoại thường xuyên dẫn đi tập thể thao, nên Nhi có vóc dáng chắc khỏe của một vận động viên. Là một cô bé chững chạc và nghiêm nghị, Nhi thường hay để ý và nhắc nhở ông anh họ Bin mỗi khi Bin làm sai điều gì. Như thường lệ, vào mỗi buổi sáng, ba ông cháu lại cùng nhau chạy bộ và tập thể dục tại công viên. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, Cái vườn hoa quen thuộc này mà ông và các bé tập hàng ngày, một vòng, hai vòng, ba vòng. Bin và Nhi thật là khỏe khi chạy cùng ông những ba vòng mà không hề mệt mỏi. Quý chạy chạm rồi. Nhưng đột nhiên cú ngã vừa rồi đã làm ông bị trẹo chân không thể đi nổi được nữa rồi. Con làm sao? Con sao ngủ được? Nhức trong xương nổi nè. Được chưa? Chưa. Con chạy một mình đó nha. Chạy một mình đó. Bây giờ gì này nè? Biến lại. Giờ thì ông phải nhờ đến sự trợ giúp của hai cháu. Cái chân nội tự nhiên sưng quá, con về cũng nói với mợ hai á, cho cái bịch đá không biết không, với băng rồi đó, để cho ông ngoại nha, nội nghẹn nghe kỹ nè. Đi á con phải nghe lời Nhi nha, con đi qua đường, nếu mà thấy đèn đỏ người ta ngừng lại con mới băng qua nha. Đường từ công viên về nhà dài khoảng 400 mét. Bin và Nhi đã nhiều lần được đi cùng ông đi tập thể dục. Thế nhưng đây là lần đầu tiên hai anh em phải tự đi về mà không có người lớn bên cạnh. Bin tuy là anh nhưng lại ít tuổi và nghịch ngợm thế, nên không biết liệu cô em họ Nhi có biết cách trông ông anh họ hiếu động này và cả hai có đi về đến nhà một cách nhanh nhất không đây. Ở đây Nhi đóng vai trò là em, nhưng mà lớn tuổi hơn thì chắc có vẻ Nhi sẽ là người hướng dẫn anh trai của mình, anh Bin để đi về nhà. Nhi hơn một tuổi nhưng mà Nhi chững chạc hơn Bin nhiều. Đúng rồi. Chị thì cũng nghĩ như vậy, bởi vì khi mà mình coi thì mình thấy bé Bin rất là háu mà năng động lắm, cho nên cái việc mà cái đoạn đường mà bé đi từ công viên về nhà cũng là một cái vấn đề không phải nhỏ để cho chị Nhi. Bây giờ chúng ta hãy theo dõi là trên cái đoạn đường về này có cái điều gì gây khó khăn cản trở cho hai bạn nhỏ của chúng ta không quý vị nhé. Mà đừng có chạy. Quả đúng như lời ông nói, ông anh Bin nghịch ngợm vừa nghe lời ông dặn xong đã chạy vọt đi mất, bỏ lại cô em họ Nhi phía sau. Và đây là nguyên nhân mà anh chàng dừng lại chở cô em họ. Mẹ chúng mình đi
ngoài thì chúng mình sẽ bị lạc ra. Thế nhưng khi gặp trái banh thì thật khó mà từ chối lời mời rất hấp dẫn này. Nhưng rất may là cô em Nhi đã kịp thời chấn chỉnh lại ông anh ham chơi này. Chơi cũng được, chơi đi. Nào cũng vui bình minh, buổi sáng thức dậy. Vừa đi vừa tám chuyện thế này đã giúp cho anh em đi thật nhanh. Cầm cái đồ băng, cái xong Nhi cầm đá rồi đâu. Trời ơi, nó lạnh gung đi. Chứ cầm đi nó hào. Cầm đó trước đó. Nè, mày làm đi. Mày làm hả? Không biết đường về. Mình đi đây thôi. Đối với những cô bé và cậu bé ở độ tuổi này thì việc nhìn thấy bất kỳ thứ gì trên đường đi cũng trở thành một đề tài nóng và được bàn luận một cách sôi nổi. Thôi, đi đừng có bắt. Nó bay bên kia. Thôi, mình đừng có bắt nữa. Chơi chơi vậy vui thôi. Thôi, nó còn phải đứng chờ rồi. Ha. Nó còn tự bước mình bước vô cổng không ra ông nội biết đi. Bước vô đó ha. Bước vô cổng này lát hồi đi. Chỉ còn đi bộ một đoạn đường thẳng rồi đi qua đèn xanh đèn đỏ là đã về tới nhà. Về tới nhà, hai anh em có vẻ rất sốt ruột khi phải chờ đợi mẹ mang đồ ra. Rồi đây nè, hai đứa đứng yên nghe mẹ dặn nè. Nè sữa nè, Nhi cầm băng dán với lại băng chân cho ông nội nha, không ngoại nha không? Nha. Thế nhưng mẹ lại nhờ Nhi một việc. Còn Bin cầm cái này qua cho mẹ nè. Giờ thì Bin sẽ phải đi một mình đến công viên trước để đưa đá cho ông nội. Còn Nhi sẽ phải chạy qua tiệm bánh mì gần nhà để mua bánh mì cho ông ăn, rồi sẽ chạy đến công viên sau. Không biết liệu hai anh em có nhớ đường đi không đây? Mình đi một mình á, mình đi một mình. Bin Bin nghe nói nè. Bin đi chung Nhi luôn nha, cái xong mình đứng trước tiệm mình chờ nha. Không, mình đi một mình mà. Mặc cho Nhi ngon ngọt rủ đi cùng, anh chàng Bin vẫn rất quyết chí đi một mình. Hai ổn mì nha không? Rồi con bỏ tiền vô túi nha, nên bỏ vô túi rồi trước khi đi là chào chưa con? Chưa mẹ. À, nhớ đi qua bển là chườm liền cho ông nội nha không? Việc hàng ngày cùng ông nội tập chạy bộ đã giúp cho Bin và Nhi chạy rất nhanh. Trong lúc cô bé Nhi đang chờ cô bán hàng lấy bánh mì thì Bin đã vào tới công viên. Thế nhưng tình hình đã trở nên căng thẳng khi mà túi đá đang dần tan. Chỗ nào cũng là vườn hoa thế này thì biết tìm ông ở đâu bây giờ? Tại sao nay mày khóc, nước mắt ướt đã làm con khóc theo. Giờ thì cũng xong việc mua bánh mì rồi. Từ đây cho dù mấy con khó, con sẽ không bỏ cuộc. Và con mong mọi chuyện có vẻ nghiêm trọng rồi đây, khi cậu bé vẫn chưa nhớ ra đường đi tới chỗ ông nội. Vì con muốn nói một điều duy nhất, mẹ ơi yêu mẹ nhất trên đời. Cô em Nhi thì đã chạy tới cổng công viên rồi.
Vậy là mọi nỗi lo lắng đã hết, đã kịp mang túi đá đến trường cho ông rồi. Con Linh có một món nợ Nhi đây. Đi đâu? Nhi đang muốn đứng ngồi. Đi hả? Con Linh... Sao dỗ nó ngồi đây đi, nhờ ngồi đi, mệt đi. Mệt hết à. Đỡ đỡ rồi, không đỡ tao rồi. Bây giờ chờ, con Linh mệt không? Mệt. Hả? Ấy vô xả đổ con Linh. Vậy hả? Đổ con đâu? Nếu con đẩy con xả con. Thì ông nội lấy ra đội cho. Giờ đứng đây dỗ rồi coi. Không, ông nội không đá nha. Trời ơi, nó giỏi quá à. Này thì cô bé Nhi cũng đã tới nơi để kịp mang bánh cho ông ăn. Con cũng giỏi quá vậy, con đem gì cho ông. Bin và Nhi thật đúng là những người cháu ngoan. Các con đã lớn thật rồi khi đã biết lo lắng, quan tâm, chăm sóc cho ông nội. Con này giỏi quá. Từ đây đi ông nội bị đau nè. Đó, nó không phải đá rồi. Con là con cũng là tính con sống rồi. Đá nợ. Em thích nhất cái câu mà khi điều đầu tiên mà Bin gặp được ông là Bin nói con đi một mình á, có nghĩa là con đang khoe cái thành tích của mình và con cảm thấy rất là tự hào về điều đó. Và bản thân con cũng cảm nhận được là mình đã làm được một việc để có thể giúp ông bà bố mẹ. Cháu mình rất là hạnh phúc luôn. Tại vì cháu nội nè, cháu ngoại nè, hai cháu cùng lo cho ông. Mà hồi nãy Bin đến á, khi mà gặp được ông à, ngoài cái câu mà Thảo mới nhắc thì Bin còn nói là vậy ông có đỡ đâu chưa nữa. Đấy, hỏi thăm câu đầy tình cảm như vậy mà là ông nội trời ơi sung sướng ơi là sung sướng luôn. Thưa quý vị, với ít phút vừa rồi thôi thì chúng ta cũng cảm nhận là câu chuyện ngày hôm nay rất là giàu tình cảm của hai đứa cháu đáng yêu dành cho người ông của mình. Còn bây giờ, tiếp theo chương trình ngày hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục đến với một câu chuyện nữa, một hành trình nho nhỏ với những nhân vật nhí khác. Xin mời quý vị tiếp tục theo dõi ạ. Nằm tại con ngõ trên con đường Bưởi của thành phố Hà Nội, có một ngôi trường nhỏ với những bộ đồng phục đặc biệt là những bộ quần áo bà ba, áo cánh, áo yếm và váy đụt. Ngày hôm nay, chương trình Con đã lớn khôn sẽ đến thăm trường mẫu giáo Vạn Phúc để cùng gặp gỡ hai cô bé dễ thương có cái tên là Bánh Bao, Thảo Chi. Bánh Bao tên thật là Hà Ngọc Bảo Anh, năm nay cô bé được 3 tuổi 8 tháng. Là một cô bé thông minh, dạn dĩ và nói nhiều, Bánh Bao luôn tỏ ra là người lớn và thích làm cô giáo để dỗ dành các bạn trong lớp. Bánh Bao chơi rất thân với bé Thảo Chi, cô bé năm nay 3 tuổi 1 tháng. Thảo Chi tính tình còn khá nhút nhát, luôn nghe lời Bánh Bao và coi Bánh Bao là chị của mình. Sắp tới giờ tan học, các bé được cô giáo cho xuống chơi và uống sữa chờ bố mẹ đến đón về. Bỗng nhiên mẹ Bánh Bao nhận được một cuộc điện thoại. Alo con à. Vâng, bà là ba nuôi Ngọc à. Bà đồng đồng đây, hôm nay bà đi làm hội quy một số đồ ở nhà. Vâng. Bà muốn nhà con cầm lên bà nhé. Vâng vâng, mà bà ơi bây giờ con đang bận một tí, đang nhờ bận một tí thôi, con nhờ bạn Thảo Chi với bạn Bánh Bao đưa đồ sang cho bà nhá. Vâng. Vâng rồi, con nhớ rồi. Vâng, rồi chào bà. Ai đây ạ? Bà nuôi Ngọc gọi đấy. Bây giờ này, bà nuôi Ngọc dặn là hai bạn Thảo Chi với Bánh Bao đưa đồ sang cho bà này. Con cầm hoa này. Để ba lô vào nhá. Sau khi đưa đồ sang cho bà này thì đi qua cái cửa hàng đặt cái gối ôm ấy. Cầm hóa đơn này này sang bảo cô ơi cho cháu lấy hai cái gối ôm con quả chuối nhá, nhớ chưa? Vừa gối ôm anh chuối mặc pyjama nhớ chưa? Có thích không? Bây giờ để mày Trinh lấy đi, lấy giày dép nào lấy dép nào nhanh nào, hai bạn nào nhanh lên, nhớ đi đến nơi về đến chốn nhớ chưa? Rồi. Bà nội của Bánh Bao hiện đang là giáo viên mầm non tại trường mẫu giáo Ánh Dương ở cách trường mầm non Vạn Phúc và cũng là nhà của bé Bánh Bao khoảng 500 mét. Quãng đường thực hiện nhiệm vụ tuy ngắn nhưng đối với hai cô bé mới hơn 3 tuổi này thì không hề đơn giản chút nào. Không biết liệu Bánh Bao có nhớ đường đi không? Và cô bạn mít ướt Thảo Chi có mè nheo trên đường đi không đây? Ở đây thì điều mình lo lắng nhất là cái cô bé Thảo Chi. Bởi vì nhìn Thảo Chi đúng là yếu đuối nhõng nhẽo một chút xíu thì liệu rằng Bánh Bao có quản nổi cô em của mình hay không? Bây giờ nhiều phụ huynh cũng nghĩ rằng là bé Thảo Chi sẽ lại là thêm một thử thách nữa dành cho chị Bánh Bao. Nhưng để xem là Thảo Chi có phải là thử thách hay không, hay Thảo Chi lại là một trợ thủ đắc lực. Đúng rồi, chúng ta không thể nào đoán trước được. Hai bạn dắt nhau đi nha. Bánh Bao rất yêu mẹ và thương bà. Vì vậy cô bé rất phấn khởi khi được mẹ nhờ mang đồ đến cho bà. Thêm cả việc có cô bạn thân Thảo Chi đi cùng đã làm Bánh Bao rất tự tin.
cùng nhé. Quả không hổ danh là chị hai bánh bao, phải luôn cẩn thận nhé, em Thảo Chi ơi. Biết bao điều hay và con hôm nay sẽ nói với mẹ rằng con đã bây giờ lớn rồi. Lời nhắc nhở của bánh bao quả là không thừa đối với một cô bé hậu đậu như Thảo Chi. Dường như cái nắm tay của bánh bao đã làm cho Thảo Chi mạnh mẽ hơn. Trượt chân là thế, nhưng cô bé đã không rơi một giọt nước mắt nào. Chắc bà đang sốt ruột chờ rồi, nhanh chân lên thôi. Lần này thì Thảo Chi đã rất có kinh nghiệm đi với những con đường trơn ướt như thế này. Cái cú té đó mà có ba mẹ thì chắc là cũng khóc rồi đó. Con tỏ bị xiết vào trong nhà rồi. Xiết rồi. Con đợi. Rồi. Mình lớn xuống rồi, mình tỏ bị xiết đâu. Con tỏ bị xiết rồi. Có bánh bao ở đây rồi, không phải sợ nữa Thảo Chi nhé. Nó bị xiết rồi. Câu chuyện về chú chó ban nãy đã trở thành đề tài giúp hai cô bé đi nhanh hơn. Loáng một cái, hai cô bé đã đi được nửa đường. Đi đi nhanh nhờ. Đi đi mình là cha mà đi nhanh. Đi đi tập. Con cho mình ngồi kia. Còn 300 mét nữa thôi là tới trường của bà rồi. Nhưng những bước chân bắt đầu trở nên mệt mỏi. Mệt thế thôi, chứ bánh bao vẫn nhớ việc phải đi lấy gối ôm cho mẹ. Cái này nó dễ bẩn này, mưa này, con phải ôm chắc vào nhá. Con là nó rơi bị bẩn con nhá. Con ôm chắc vào, ôm chắc vào. Thế con. Gì? Ở đâu? Con ở đâu? Con đi về cẩn thận nhá. Con đi, con phải ôm chặt vào, không có giấy mưa nữa, nó rơi nhá. Việc mẹ nhở đã xong, nhưng việc bê theo hai anh chàng chuối này có vẻ không dễ dàng chút nào cả. Ôi trời ơi là trời. Giờ thì những món đồ này thực sự đã gây khó khăn cho hai cô bé. Nhưng dù thế nào, hai cô bé dũng cảm vẫn giữ chặt được mọi thứ trên tay mà không hề bị rơi bẩn. Cuối cùng thì hai cô bé cũng đã tới được trường của bà. Bánh bao thật. Bánh bao thật đúng là một cô bé đảm đang và tháo vát. Tạm biệt bà và về nhà thôi nào. Mau nha.
hôm nay chưa quay lại được không? Khiến trí tưởng tượng bay bổng như thế này. Chỉ trong phút chốc, chiếc nón của chị Thảo Chi đã trở thành một trò chơi thú vị trong tay Bánh Bao. Chú chó kia đừng hòng dọa Thảo Chi nữa nhé, vì Thảo Chi đã lớn rồi và không còn sợ chó nữa đâu. Hai anh bạn chuối cũng không còn là rắc rối của hai cô bé nữa khi Bánh Bao và Thảo Chi đã biết cách ôm gối mà không bị mỏi tay. Chết chuột. Chỉ còn qua một con ngõ nhỏ nữa là về tới trường rồi. Các cô gái nhỏ của chúng ta thật mạnh mẽ và dũng cảm khi vượt qua mọi khó khăn. Anh thế à? Tôi giỏi quá rồi, quá hai đứa con đi về sao? Bánh Bao đã rất ra dáng làm chị khi biết bảo vệ và chăm sóc cô bạn thân của mình. Còn Thảo Chi thì cũng đã vượt qua nỗi sợ hãi của mình và không còn mít ướt như mọi khi nữa. Các con đã lớn khôn thật rồi. Giỏi thế là thưởng cái nào không thưởng mấy cái nào? Cái nào nữa nào? Chị trước cũng có một cô con gái ở độ tuổi này, 3 tuổi mấy 4 tuổi, cho nên chắc chắn là chị trước sẽ có rất nhiều cảm xúc khi mà xem hai cô nàng này, đúng không ạ? Mình trước cứ thấy hâm mộ quá, thấy khâm phục quá. Thấy bụng cũng lỉnh kỉnh, đồ đạc cũng đi, cái đoạn đường cũng có những cái khó khăn, nhưng mà mọi việc thì cuối cùng trở nên rất là suôn sẻ. Nhìn hình ảnh áo bà ba mà dép râu mà các cháu rất là tươi, dù rất là vất vả, nặng tay ôm cái gối lúc nào cũng than nặng quá, nhưng mà chưa khi nào thấy các bé buông cái gối xuống. Đúng rồi, bởi vì đã được dặn nếu như mà thả cái gối thì nó dễ. Cho nên đây là cái tính cách mà mình thấy cực kỳ thích ở hai cô bé này. Đây cũng là điều mà bố mẹ và quý vị phụ huynh chúng ta cần lưu ý khi mà chúng ta dạy bé như thế nào, và mỗi một lần dạy bé một điều mới thì chúng ta nên cho bé những cái lý giải và những điều giải thích hợp lý thì chắc chắn các bé sẽ nhớ rất là lâu. Cảm ơn quý vị khán giả đã dành thời gian để ngồi trước màn ảnh nhỏ và trải nghiệm những cảm xúc rất là đáng yêu của chương trình Con Đã Lớn Khôn. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong chương trình tuần sau.